Dự kiến đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có công viên khoa học và công nghệ. Công viên này được đặt tại phường Long Phước với diện tích 197 ha và thời gian đầu tư xây dựng dự án trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020. Mục tiêu của khu công viên khoa học và công nghệ là thu hút đầu tư sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, đồng thời hình thành các khu trung tâm nghiên cứu với nhiệm vụ chiến lược là nâng cấp công nghệ có tiềm năng và lợi thế của thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi vào hoạt động, các sản phẩm chủ yếu của công viên khoa học và công nghệ là công nghệ thông tin, công nghệ và sản phẩm sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ vũ trụ, điện tử và tự động hóa, công nghệ y sinh, sản phẩm từ hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, v.v.